Chào mừng các bạn đã trở lại với kênh tin tức Bitcoin 247. Với những bạn chưa có tài khoản để mua bán và giao dịch Bitcoin, các bạn có thể mở tài khoản trên sàn Binance theo đường link mình để ở phần mô tả để được giảm 10% phí giao dịch trọn đời. Và thông tin ngày hôm nay, chiến thắng trong cuộc bầu cử của Donald Trump vào ngày 6 tháng 11 đã đẩy giá Bitcoin lên mức cao kỷ lục mới ở mức 76.400 đô la. Với các nhà phân tích hàng đầu dự đoán, giá Bitcoin sẽ vượt qua mức 100.000 đô trong thời gian tới. Bitcoin đã tăng hơn 1.900% trong nhiệm kỳ đầu tiên của Donald Trump với tư cách là Tổng thống Hoa Kỳ từ tháng 11 năm 2016 đến tháng 11 năm 2020. Điều này xảy ra bất chấp lập trường chỉ trích của ông về tiền điện tử vào thời điểm đó, được nêu bật trong dòng tweet nổi tiếng trong năm 2019 khi dán nhãn Bitcoin là rất dễ biến động, đồng thời tuyên bố giá trị của nó dựa trên không khí loãng. Tuy nhiên, nhiệm kỳ thứ hai của Trump với tư cách là Tổng thống Hoa Kỳ có vẻ sẽ thuận lợi hơn đối với ngành công nghiệp tiền điện tử, với lời cam kết biến Hoa Kỳ thành siêu cường Bitcoin, thực hiện bãi bỏ quy định để thúc đẩy ngành công nghiệp tiền điện tử. Tất nhiên là rất khó hoặc gần như không thể xảy ra nếu Bitcoin lặp lại mức tăng 1.900% trong quá khứ. Bitcoin sẽ có giá trị hơn 1,5 triệu đô la. Điều này sẽ biến Bitcoin thành một loại tài sản trị giá 28,5 nghìn tỷ đô la, lớn hơn gần 8 lần so với vốn hóa thị trường của Nvidia, công ty lớn nhất thế giới tính theo vốn hóa thị trường, và lớn hơn 1,6 lần so với vốn hóa thị trường của vàng. Rõ ràng, 1 triệu đô la cho mỗi Bitcoin là một mục tiêu xa vời, nhưng trong dài hạn, mức giá này đã được các nhà phân tích nổi tiếng dự đoán. Katie Wood, CEO của Ark Invest, trước đây đã dự đoán giá Bitcoin sẽ vượt qua 1 triệu đô la vào năm 2030. Lưu ý các ngân hàng lớn như Morgan Stanley, Merrill Lynch và Bank of America có khả năng sẽ tham gia vào thị trường Bitcoin. Người đồng sáng lập Nine Block Capital Management có trụ sở tại Dubai đã lặp lại quan điểm tương tự trong bài đăng vào ngày 6 tháng 11. Lưu ý chiến thắng của Trump sẽ tạo điều kiện cho nhiều tổ chức tham gia hơn vào ngành công nghiệp tiền điện tử của Hoa Kỳ, từ các công ty quản lý tài sản đến các văn phòng gia đình. Hầu hết các nhà phân tích đều dự đoán thị trường sẽ tăng mạnh sau chiến thắng của Trump. Theo công ty nghiên cứu tiền điện tử MX Research, giá Bitcoin có thể tăng lên 100.000 đô la vào tháng 1 năm 2025. Lưu ý rằng, khi Bitcoin thiết lập mức cao mới trong 6 tháng, thường chứng kiến mức lợi nhuận trung bình là 40% trong 3 tháng tiếp theo. Trong khi đó, nhà phân tích Mark cho biết Bitcoin sẽ đạt mức 250.000 đô la trong 12 tháng tới, trích dẫn mức tăng giá trước đó sau cuộc bầu cử Hoa Kỳ. Năm 2016, Bitcoin tăng 2.747% sau bầu cử. Năm 2020, Bitcoin tăng 360% sau bầu cử. Năm 2024, với một tổng thống ủng hộ Bitcoin, ngay cả khi tăng 240%, cũng có nghĩa là Bitcoin sẽ tăng lên 250.000 đô la. Chiến thắng trong cuộc bầu cử năm 2024 của Donald Trump đã tạo ra hơn 11.000 triệu phú Bitcoin mới. Theo dữ liệu từ Finbow, số lượng ví Bitcoin có giá trị từ 1 triệu đô la trở lên đã tăng lên 132.842 vào ngày 6 tháng 11, khi Bitcoin tăng 7,8% chỉ trong 24 giờ. Trong tháng trước, có 121.061 địa chỉ Bitcoin có giá trị hơn 1 triệu đô la. Con số này hiện đã tăng thêm 11.487 ví, cho thấy sự gia tăng đáng kể về tài sản của những người nắm giữ Bitcoin. Đợt tăng đột biến này diễn ra sau một tháng tăng mạnh của Bitcoin, tăng 20% trong 30 ngày qua. Với chiến thắng của Trump trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2024, Bitcoin đã chứng kiến sự quan tâm mới và vỡ mức giá cao trước đó. Các nhà phân tích cho rằng, lập trường ủng hộ tiền điện tử của Donald Trump có thể dẫn đến sự thay đổi về mặt quy định, có khả năng thúc đẩy sự phát triển mạnh của thị trường. Thông tin tiếp theo, Ethereum đã tăng mạnh vào đêm qua, phục hồi tất cả khoản lỗ đã trải qua kể từ ngày 30 tháng 10. Giá tăng từ mức 2.420 đô la lên mức 2.720 đô, ghi nhận mức tăng hơn 12%. Ngoài sự kiện ông Donald Trump tái đắc cử Tổng thống Mỹ, một tin tức thúc đẩy ETH tăng giá đó là việc nhà phát hành stablecoin Tether tuyên bố họ đang tiến hành hoán đổi chuỗi chéo lớn với hơn 2 tỷ USDT từ các mạng blockchain khác nhau đến mạng Ethereum vào ngày 6 tháng 11. 1 tỷ USDT sẽ được hoán đổi từ mạng Tron, 600 triệu USDT sẽ được chuyển từ Avalanche, 300 triệu USDT bổ sung từ giao thức Near sẽ được chuyển đến mạng Ethereum. Cuối cùng, 60 triệu USDT từ mạng EOS cũng sẽ được chuyển đổi sang Ethereum. Công ty Tether giải thích rằng, việc hoán đổi chuỗi chéo được thực hiện thay mặt cho một sàn giao dịch tiền điện tử lớn một dấu tên, muốn chuyển đổi số USDT nắm giữ của họ từ nhiều ví lạnh khác nhau sang blockchain Ethereum. Tether cũng đảm bảo với các nhà đầu tư rằng, việc chuyển giao xuyên chuỗi lớn sẽ không ảnh hưởng đến tổng nguồn cung của USDT. Việc chuyển USDT xuyên chuỗi lớn diễn ra trong bối cảnh có báo cáo không có căn cứ từ Wall Street Journal rằng chính phủ Hoa Kỳ đang điều tra công ty stablecoin này về cáo buộc rửa tiền và vi phạm lệnh trừng phạt. Trước tin tức này, thị trường tiền điện tử đã sụt giảm trong thời gian ngắn
do phát bao trùm các nhà đầu tư. Giám đốc điều hành của Tether, Paolo Adorno, đã phải đưa ra bản phân tích về tài sản dự trữ của công ty hỗ trợ cho USDT tại sự kiện Blenby của Lugano ở Thụy Sĩ. Kho tài sản dự trữ này bao gồm khoảng 100 tỷ đô la tiền phiếu kho bạc Hoa Kỳ, 82.000 Bitcoin trị giá khoảng 6,2 tỷ đô theo giá thị trường hiện tại và 48 tấn vàng, gần đây đã đạt mức cao nhất mọi thời đại là 2.790 đô la một ounce so với đồng đô la Mỹ. Vào tháng 10 năm 2024, USDT cũng đạt mức vốn hóa thị trường là 120 tỷ đô la. Vốn hóa thị trường cao này được nhiều nhà giao dịch coi là đại diện cho hoạt động giao dịch gia tăng trên thị trường tài sản kỹ thuật số, từng được coi là dấu hiệu tăng giá cho crypto. Dữ liệu từ trên Analysis cũng tiết lộ rằng stablecoin ngày càng được sử dụng như một phương tiện lưu trữ giá trị ở các nền kinh tế nơi đồng nội tệ đang mất giá nhanh chóng, chứ không chỉ để đầu cơ trên thị trường. Tiếp theo là thông tin về đồng Solana. Solana cũng tăng mạnh vào đêm qua, lên mức 187 đô la, mức giá cao nhất từng đạt được hồi tháng 7 năm nay. Trên biểu đồ ngày, Solana đã phá vỡ mô hình cờ tăng giá, một tín hiệu thường báo trước chuyển động tăng mạnh, theo sau một giai đoạn sideways trong ngắn hạn. Mô hình này xuất hiện khi một nến xanh lớn được hình thành, như trường hợp của Solana, khi giá tăng mạnh kết hợp khối lượng giao dịch gia tăng. Khối lượng giao dịch Solana đã tăng lên mức cao nhất trong 3 tháng là 8,33 tỷ đô. Theo dữ liệu của Sentiment, vào ngày 5 tháng 11, trước khi cuộc bỏ phiếu bắt đầu, khối lượng giao dịch của Solana là dưới 3 tỷ đô la. Tuy nhiên, khối lượng đã tăng hơn 150%, cho thấy sự gia tăng đáng kể về sự quan tâm đến Solana. Nếu khối lượng của Solana tiếp tục tăng cùng với giá, thì Solana có thể tăng cao hơn nhiều so với giá trị hiện tại. Bên cạnh khối lượng giao dịch, lãi suất mở của Solana cũng tăng đáng kể. Hiện tại, lãi suất mở ở mức 2,51 tỷ đô la, đánh dấu mức cao nhất kể từ ngày 30 tháng 10. Lãi suất mở cao thường là tín hiệu của động lực mạnh mẽ đằng sau xuồng tăng hiện tại, thúc đẩy được tăng giá nhanh và mạnh hơn nữa. Và thông tin cuối cùng, XRP cũng tăng gần 8% trong 2 ngày qua, cùng với đợt tăng giá mạnh của Bitcoin và thị trường chung. Đợt tăng giá này đã đưa XRP vượt qua hai đường trung bình động là MA50 và MA200 trên biểu đồ ngày, báo hiệu xuồng tăng sắp bắt đầu. Chỉ số sức mạnh tương đối RSI đang ở trên mức trung tính, tạo cơ hội cho một đợt đột phá đi lên nếu nhu cầu mua tăng. Vào ngày 5 tháng 11, XRP đã có biến động lớn khi Wallet phát hiện một giao dịch chuyển tiền bất thường lên tới hơn 866 triệu XRP được chuyển từ Bitham sang nhiều ví khác nhau. Việc rút tiền lớn này đã thu hút sự quan tâm đáng kể, thúc đẩy việc xem xét kỹ hơn dòng tiền vào, ra khỏi sàn giao dịch XRP, đồng thời là số liệu địa chỉ hoạt động hàng ngày để hiểu rõ hơn về tâm lý thị trường. Việc rút XRP đáng kể này đã chuyển sự chú ý sang các mô hình dòng tiền vào và ra, đặc biệt là trên Binance. Dòng tiền chảy ra có sự gia tăng gần đây thường chỉ ra rằng những người nắm giữ đang chuyển XRP của họ khỏi các sàn giao dịch. Điều này có thể báo hiệu ý định nắm giữ dài hạn. Khi xem xét dữ liệu dòng tiền chảy ra gần đây của Binance, động thái chuyển tiền này tương ứng với giai đoạn dòng tiền chảy ra tăng cao, có thể cho thấy sự thận trọng của nhà đầu tư trong bối cảnh thị trường tăng giá. Tuy nhiên, không có đợt tăng đột biến nào về dòng tiền vào trong giao dịch mới nhất. Với dòng tiền vào khoảng 15,5 triệu XRP và dòng tiền ra cao hơn một chút ở mức 16,5 triệu. Xu hướng này cho thấy thị trường đang trong trạng thái lạc quan thận trọng, nơi những người tham gia có xu hướng nắm giữ hơn là bán, ám chỉ tâm lý tăng giá tiềm tàng trong bối cảnh này. Đánh giá về các địa chỉ hoạt động hàng ngày của XRP trên Sentiment cho thấy xu hướng nhất quán, không có thay đổi đáng kể nào trong phiên giao dịch gần đây nhất. Ngoại trừ một đợt tăng đột biến vào ngày 2 tháng 11, khi số địa chỉ hoạt động tăng vọt lên hơn 37.000, con số này nhìn chung vẫn duy trì ở mức từ 21.000 đến 23.000. Mô hình này phản ánh sự tương tác ổn định trong hệ sinh thái XRP mà không có bất kỳ sự gia tăng hoạt động bất thường nào. Trước đây, sự gia tăng đột biến về số lượng địa chỉ hoạt động thường diễn ra trước các biến động giá, vì hoạt động mạng tăng lên có thể báo hiệu sự biến động sắp tới. Tuy nhiên, sự ổn định hiện tại cho thấy rằng, mặc dù vẫn có sự quan tâm nhất định, nhưng có thể sẽ không có bất kỳ sự thay đổi lớn nào ngay lập tức. Giám đốc điều hành Ripple, Brad Garlinghouse, đã nêu ra một số biện pháp thân thiện với tiền điện tử mà Tổng thống đắc cử Donald Trump nên thực hiện trong 100 ngày đầu tiên, bao gồm giải quyết vụ SEC kiện Ripple. Garlinghouse đã đề xuất một số ứng cử viên để kế nhiệm Gary Gensler, đều là những cái tên có lập trường ủng hộ tiền điện tử. Nếu Trump thành công trong việc thiết lập khuôn khổ quản lý thân thiện với tiền điện tử như đã hứa, điều này có thể giải quyết vụ kiện Ripple với SEC, mở đường cho việc phê duyệt XRP ETF trong năm 2025. Và đó là nội dung của video ngày hôm nay. Hy vọng các bạn sẽ thích thông tin mình mang lại. Đừng quên bấm like và subscribe để ủng hộ mình ra những video kế tiếp. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Xin chào và hẹn gặp lại.